Hello, xin chào tất cả các bạn và cùng chào đón các bạn đã quay trở lại với video clip này ngày hôm nay. Và mình là Hải Yến. Nếu như được hỏi các chị em ý là mong muốn lớn nhất trong lĩnh vực làm đẹp là gì thì đa phần câu trả lời mà mình nhận được đó là muốn trẻ mãi không già hay là Forever 21 hoặc tương tự như thế ý. Nhưng mà không biết là các bạn đã bao giờ nghe đến cái việc là sử dụng vàng vào trong cái quá trình skincare hay chưa ha? Thì theo mình tìm hiểu ấy thì không phải đến tận bây giờ con người ta mới biết ứng dụng vàng đâu và tìm hiểu những cái tác dụng của nó đối với da đâu, mà từ thời xa xưa, ví dụ như là Ai Cập cổ đại ấy, thì nữ hoàng Cleopatra đã rất nổi tiếng với việc là bà đã đắp vàng lên mặt để gìn giữ cái nét thanh xuân. Nhưng mà ngày nay thì khi mà khoa học công nghệ phát triển thì người ta lại tìm thêm được ra một số những cái tính năng có tác dụng khác của vàng đối với da, ví dụ như là nó sẽ giúp nâng cơ này, trẻ hóa da này, thu nhỏ lỗ chân lông và đặc biệt là chống lại những cái tác hại làm cho lão hóa da từ phía môi trường hoặc là tia cực tím từ ánh nắng mặt trời á. Và nói đến đây thì chắc hẳn là các bạn sẽ hỏi rằng là ngày xưa thì dân thưa vàng nhiều ấy thì mới có vàng để đắp lên mặt, chứ bây giờ thì lấy đâu ra, hoặc thậm chí có đi chăng nữa thì giá thành chắc là kiểu giá trên trời đúng không? Thế thì một tin vui cho các bạn là như mình tìm hiểu, nhờ cái công nghệ nano thì người ta đã chia nhỏ vàng thành các phân tử vàng, và cái việc làm này thì nó sẽ có hai tác dụng. Thứ nhất là nó sẽ giúp vàng có thể thẩm thấu sâu xuống dưới da, và thứ hai nữa là giúp hạ giá thành những cái sản phẩm mà có sử dụng vàng. Và từ đó thì nhiều người có thể tiếp cận với là sử dụng cái sản phẩm này hơn. Thì ở Hàn Quốc ấy, có một tập đoàn được thành lập từ những năm 1980 và họ rất nổi tiếng về cái việc là đi đầu để nghiên cứu này và ứng dụng cũng như là bổ sung tinh chất vàng vào trong cái sản phẩm của họ. Đó là tập đoàn Crena với sản phẩm là Crena Biocast 24K Gold Energy Ampoule. Đây, mình có một cái lọ sản phẩm đấy trên tay. Tên thì rất là dài nhưng mà các bạn chỉ cần nhớ là tinh chất vàng 24K của Crena. Sản phẩm này đã có mặt ở trên thị trường vài năm nay rồi ấy, nhưng mà mình mới tìm hiểu và sử dụng cách đây có 2 tháng thôi. 2 tháng thì thời gian nó cũng không quá nhiều để đi đến một cái kết luận sâu sắc hay như thế nào đó, nhưng mà cũng đủ để cho mình có thể review cho các bạn những cái tác dụng ban đầu đối với da của mình, hay là phần packaging hoặc là những cái thành phần của cái sản phẩm này ha. Thì nói trước hết về phần packaging thì khi mà mình mua ấy, thì nó được đựng ở trong một cái hộp cắt tông chữ vàng nền đỏ cũng bình thường thôi, không có gì là quá đặc biệt. Và sau khi unbox thì mình đã bỏ đi rồi, mình không cần giữ nữa, nhưng mà mình sẽ để hình ở đây để cho các bạn có thể nhận diện ha. Còn đây là hũ tinh chất, thì chai này thì làm bằng thủy tinh, cầm rất là nặng tay và có dung tích là 100ml, dùng thì không cảm giác là bị hao á. Tiếp theo là bởi vì đựng vào trong chai thủy tinh trong suốt thì nên mình có thể quan sát được hết tất cả những cái tinh chất ở bên trong, và những cái vảy vàng nó cứ lơ lửng như thế này này, rất là đẹp ý. Lúc mà mình mua về thì mình đã bị thích thú ngay bởi vì cái phần packaging của nó, và khi mà đặt trên bàn phấn thôi là mình đã thấy nó đẹp rồi, chưa kể đến cái tác dụng của nó như thế nào đối với da của mình. Và cái này thì nó được thiết kế đi kèm với một cái ống thủy tinh để lấy sản phẩm như thế này. Thì mình rất là thích bởi vì cảm giác nó vệ sinh hơn, cũng như là mình có thể control được những cái phần sản phẩm mà mỗi một lần mình sử dụng á. Đó, còn xét về mặt thành phần thì trước hết và không thể không kể đến đó chính là vàng 24K, mà confirm lại một lần nữa là vàng thật nha mọi người. Tiếp theo đó thì như hãng công bố ấy, mình xin phép được đọc cái bảng thành phần ở đây nha. Đó là chiết xuất từ trái Akaberry, đấy là tên khoa học mà mình hay gọi là quả sim á mọi người. Thêm nữa là hyaluronic acid, rồi có ceramide, collagen, peptide và chiết xuất từ 5 loại nấm khác nhau. Và với những cái thành phần trên ấy, thì hãng đã cam kết với người sử dụng là sau một thời gian cũng như là sử dụng cái sản phẩm này thì người sử dụng sẽ thấy được là tinh chất vàng sẽ kích thích sản sinh collagen này, làm trắng da này, cải thiện làn da không đều màu này, tăng khả năng đàn hồi, giảm nếp nhăn và ngăn ngừa lão hóa, cũng như là cung cấp độ ẩm cho làn da và trở nên ẩm mượt và căng bóng hơn, cũng như là tái tạo và trẻ hóa làn da và se khít lỗ chân lông. Thế thì khi mà mình sử dụng ấy, mình thấy 3 điểm sau đây. Thứ nhất là về kết cấu của sản phẩm này. Cái này là mình khá là bất ngờ nhá. Nhìn vào trong cái hũ này thì cảm giác nó khá là đặc á. Nhưng khi mà mình dùng ở trên da, và bây giờ mình sẽ test trên tay cho các bạn nha. Khi mà mình sẽ test ở trên da như thế này thì nó sẽ thấm ngay vào trong da, và những cái vảy vàng các bạn thấy này, nó sẽ tan đều và thấm rất là nhanh. Thường ấy thì mình sẽ bổ sung cái tinh chất vàng này sau cái bước toner, và khi mà xoa đều như thế này, và cuối cùng là vỗ, mình vỗ nhẹ nhàng để cho sản phẩm được thấm sâu vào trong da. Sản phẩm này thì nó có cái chức năng giữ ẩm khá là tốt, cũng như là cấp nước cho da, nhưng không hề gây bết dính và nhờn dít nha.
Đó là cái điều mà mình rất thích ở cái sản phẩm này. Và bây giờ thì mình sẽ test thử với một miếng giấy ăn như thế này để xem là sản phẩm nó có ráo về bề mặt hay không ha. Đây, mình để các bạn thấy đấy, nó không hề dính cái miếng giấy ăn này luôn. Và tương tự như thế, nhưng mà mình đã nói á, là mặc dù là nhìn thì có vẻ rất là đặc ở bên trong này thôi, nhưng mà khi sử dụng trên da thì nó thấm ngay vào trong da và tan biến luôn á. Mình đang ở Sài Gòn và da mình là da hỗn hợp thiên dầu, nhưng mà không hề gây bí và nặng mặt ha. Tiếp đến thì với tác dụng của nó, sau 2 tháng sử dụng thì mình thấy là da của mình có bật tông nhẹ lên khoảng nửa tông và da của mình sáng hơn. Ngoài ra thì mình thấy là da mình căng và bóng hơn. Có lẽ là từ đó thì những cái nếp nhăn của mình ấy cảm giác là nó mờ đi. Mình có một số cái nếp nhăn ở quanh mắt này, hoặc là phía đuôi mắt, cũng như là cái phần này gọi là gì, gọi là râu rồng à. Đó, thì nó cũng cải thiện một chút xíu. Tuy nhiên về cái vấn đề là se khít lỗ chân lông á, thì mình chưa kiểm chứng được. Có lẽ là mình sẽ phải sử dụng thêm một thời gian nữa ha, và mình sẽ quay trở lại và review cho các bạn về cái chức năng đó của sản phẩm này. Để đánh giá sản phẩm này ấy, thì mình cho em ý 8 trên 10 điểm. Nhưng anyway thì với một chai tinh chất vàng 24K mà con phân lại một lần nữa với mọi người là vàng thật nha, với dung tích là 100ml như thế này á, mà giá nó chỉ dao động khoảng từ 600 cho đến 700 ngàn tùy theo từng đợt các bạn mua có sales hay là có promotion hay không á, thì mình rất recommend các bạn nên thử ha. Và mình dùng mới được 2 tháng và một ngày mình sử dụng 2 lần liên tục thì mới dùng hết có đến đây thôi, không biết là các bạn có nhìn rõ không. Thì mình nghĩ rằng với cái chai này mình sẽ sử dụng liên tục trong vòng từ 6 đến 8 tháng thì mới hết được á. Ok, vậy là những chia sẻ vừa rồi của mình về sản phẩm rất là đặc biệt Corona Biocos 24K Gold Appeal này á, đã kết thúc cái video này ngày hôm nay, và hy vọng rằng các bạn sẽ có cho mình được một số những cái thông tin bổ ích và có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp với làn da của mình và để cải thiện những cái dấu hiệu về lão hóa ha. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.